Ông Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft, đăng trên tài khoản Twitter: "Sau khi cân nhắc và có nhiều cố gắng trong mối quan hệ này, chúng tôi đi đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân." Cuộc ly hôn của vợ chồng nhà Gates diễn ra 2 năm sau cuộc chia tay của một cặp vợ chồng tỷ phú hàng đầu thế giới khác là ông Jeff Bezos và bà Mackenzie. Ông Bill Gates bỏ đại học Harvard và thành lập Microsoft cùng với người bạn học Paul Allen vào năm 1975. Ông sở hữu 49% Microsoft khi hãng phần mềm này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 1986. Ông giữ vị trí chủ tịch tập đoàn cho tới năm 2014 và rời hội đồng quản trị vào tháng 3 2020. Bà Melinda lớn lên ở Dallas và theo học ngành khoa học máy tính và kinh tế học tại Đại học Duke. Bà gặp Bill Gates khi là một nhân viên làm việc tại Microsoft. Năm 2015, bà Melinda thành lập công ty đầu tư Pivotal Venture, chuyên rót vốn cho các doanh nghiệp có chủ là nữ.